bạn thân mến, các tỉnh thành phía Nam thì đang trong đợt mưa dông diện rộng. Mưa to thì sẽ xuất hiện chủ yếu từ chiều trở đi và có thể gây ngập úng nhiều tuyến đường trũng thấp, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của mọi người vào đúng giờ cao điểm. Bên cạnh đó thì trong cơn mưa còn kèm theo cả sấm sét, gió rất mạnh nguy hiểm nữa. Bởi vậy mà quý vị lưu ý hạn chế di chuyển trong khoảng thời gian này và cũng như là cần tìm nơi tránh trú kiên cố, an toàn khi mà thấy sấm sét, gió giật mạnh kèm theo trong cơn mưa. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.